nuối tiếc quá khứ huy hoàng của nghệ sĩ đa tài nhất Việt Nam trước năm 1975, Hùng Cường. Miền Nam Việt Nam trước năm 75 xuất hiện một nghệ sĩ đa tài và hào hoa bậc nhất. Người ta biết tới ông qua nhiều vai trò khác nhau. Ông vừa là ca sĩ tân nhạc, vừa là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, vừa là nhạc sĩ sáng tác, mà cũng vừa là diễn viên đóng phim và võ sĩ quyền Anh. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, ông cũng đều nổi tiếng và gần như không có đối thủ. Ông chính là nghệ sĩ đa tài nhất Việt Nam trước năm 1975, cố nghệ sĩ Hùng Cường. Ca sĩ tân nhạc làm sôi động sân khấu cải lương. Hùng Cường tên thật là Trần Kim Cường, sinh năm 1936 tại tỉnh Bến Tre. Sau, ông theo gia đình về sinh sống ở Sài Gòn. Ông bước lên sân khấu lần đầu tiên khi còn đang theo học tiểu học tại trường Trần Hưng Đạo với nhạc phẩm Con chim hòa bình đang đau nặng của Lê Thương, được thầy cô, phụ huynh và học sinh cả trường hoan nghênh. Sau khi học xong tú tài, ông chính thức theo nghiệp ca hát. Ngay từ những năm 1954-1955, Hùng Cường với giọng hát tenor cao vút tung hoành ở các vũ trường Kim Sơn, Bacara. Ông nổi tiếng qua các nhạc phẩm Ông Lái Đò, Vọng Ngày Xanh, Sơn Nữ Ca, Đường Xưa Lối Cũ, Chàng Đi Theo Nước. Tất cả những nhạc phẩm này đã được thu và đã đạt được doanh số bán kỷ lục. Năm 1959, dù là ca sĩ tân nhạc nổi tiếng, nhưng Hùng Cường rất yêu thích cải lương nên bỏ công sức nghiên cứu, học hỏi. Ông đã mạnh dạn bước lên sân khấu cải lương và khẳng định ngay tên tuổi của mình. Đó là điều không thể hiểu nổi, bởi một người theo nghề cải lương phải mất ít nhất 2-3 năm làm dàn bao mới được lên vai phụ, rồi cũng mất chừng ấy thời gian mới lên được vai chính nếu thực sự có tài và khổ luyện. Đoàn cải lương Ngọc Kiều như đánh cược với chén cơm manh áo của mấy chục con người khi chấp nhận cho ca sĩ tân nhạc Hùng Cường chưa hề hát cải lương đóng vai chính Romeo trong vở mới dựng Mộng Đẹp Đêm Trăng. Một dàn diễn viên gạo cội thời đó của đoàn Ngọc Kiều như Ngọc Đáng, Ngọc Giàu, Hoàng Kinh, Thanh Sang, Kim Nguyên, Thanh Kỳ đã chấp nhận làm dàn bao cho Hùng Cường. Kể từ đó, trên bầu trời cải lương miền Nam xuất hiện một ngôi sao rực sáng, Hùng Cường, đã giúp cho tiếng tăm và doanh thu của đoàn Ngọc Kiều cải thiện đáng kể. Với vóc dáng sáng sân khấu, chất giọng khỏe, lối diễn xuất vừa tự nhiên, vừa tự tin và rất hợp lý, cùng những bài bản cải lương đã được luyện tập kỹ càng, Hùng Cường đã thành công vang dội ngay từ vai diễn đầu. Tức thì, chủ đoàn Ngọc Kiều ký tiếp hợp đồng với Hùng Cường để hát vai chính trong kịch bản mới Tuyết Phủ Chiều Đông. Hùng Cường đã mướn riêng một nhạc sĩ cổ nhạc đến nhà ông luyện tập ngày đêm. Ngoài ra, ông rất nhạy bén, biết được sở đoản, sở trường của mình nên đã phối hợp với soạn giả cải lương lồng vào kịch bản khá nhiều đoạn tân nhạc, khai thác đúng tài năng của ông. Tuyết Phủ Chiều Đông của soạn giả Bạch Yến Lan và giọng hát mới toanh Hùng Cường đã tạo nên một sự kiện chấn động thánh địa cải lương, Mỹ Tho. Rạp Viễn Trường đầy kính từ chỗ ngồi đến chỗ đứng, bên ngoài còn dư khán giả gần nửa rạp. Tiếp theo, đoàn Ngọc Kiều dựng tiếp vở cải lương Màu Tím Đèn Hoa Giấy, khai trương tưng bừng tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo năm 1960, rồi tiếp tục lưu diễn nhiều tỉnh, thị xã lớn ở miền Tây. Ngôi sao cải lương Hùng Cường rực sáng từ dạo đó. Sau khi bước sang cải lương và thành công vang dội, Hùng Cường vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu ca nhạc và lại làm người hâm mộ quay cuồng theo ông với một thể loại nhạc mới lạ lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn, nhạc giật, như cách gọi lúc đó là nhạc kích động, một dạng pop rock đã được Việt Nam hóa. Nhạc kích động với giọng ca Hùng Cường chỉ thực sự đạt đỉnh cao khi phối hợp cùng Mai Lệ Huyền. Những ca khúc tươi vui như Hai Trái Tim Vàng, Vì Chưa Ngỏ Ý, Túp Lều Lý Tưởng đã từng làm sôi động giới trẻ miền Nam của thập niên 1960, đầu 1970. Lấn sân sang điện ảnh. Sau ca nhạc, cải lương, Hùng Cường tiếp tục lấn sân sang điện ảnh. Hàng loạt các phim do Hùng Cường thủ vai chính được người xem chú ý thời bấy giờ như Chân Trời Tím, Mãnh Lực Đồng Tiền, Còn Gì Cho Nhau, Nắng Chiều, Ly Rượu Mừng, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Lúc mới bước sang điện ảnh, Hùng Cường bị phê bình rất nhiều. Thế nhưng, sau khi thành công với phim đầu tiên, Chân Trời Tím, nhiều hãng phim đã mời Hùng Cường cộng tác và phim nào có tên ông cũng ăn khách. Chân Trời Tím chẳng những thành công về mặt tài chính mà còn đoạt giải văn học nghệ thuật năm 1971. Chưa dừng lại ở đó, Chân Trời Tím lại còn có hân hạnh là lần đầu tiên một cuốn phim Việt Nam phụ đề Pháp ngữ mang tên The Horizon Project được gửi đi trình chiếu tại Đại hội Điện ảnh tổ chức ở Diana, Anh Quốc.
càng về sau, thấy Hùng Cường tiếp tục thành công, trở thành tài tử gạo cội, thì các nữ tài tử điện ảnh tên tuổi đã không còn e ngại đóng phim với Hùng Cường, trong đó có nữ tài tử Kiều Trinh. Chỉ tính riêng trong năm 1971, có tất cả 17 cuốn phim được đem ra trình chiếu, thì người ta thấy 4 cuốn phim có mặt của Hùng Cường và 4 phim đều có số doanh thu vững vàng. Võ sĩ ngoài đời và trên sàn diễn. Trong giới tài tử điện ảnh ở Sài Gòn trước năm 1975, có hai người được cho là giỏi võ nhất, đó là Lý Huỳnh, cha của diễn viên Lý Hùng, và Hùng Cường. Lý Huỳnh vừa đóng phim vừa mở võ đường Thái Cực Đạo nên được phong là võ sư. Hùng Cường mê đánh quyền Anh từ thời học sinh, sau này ông vẫn tiếp tục tập quyền Anh như là môn võ, thể dục, giúp rèn luyện sức khỏe. Năm 1970, phong trào mở lò dạy quyền Anh phát triển mạnh, người ta tổ chức thi đấu môn quyền Anh. Hùng Cường cũng đăng ký thượng đài, nhưng vào phút cuối đã bỏ cuộc vì bận theo đoàn hát đi lưu diễn xa. Chuyện này được Hùng Cường thể hiện lại trong nội dung một vở cải lương sau đó. Hùng Cường còn thọ giáo môn võ Bình Định của một thầy dạy võ nổi tiếng ở Quy Nhơn trong một lần đi diễn ở đây. Khi về Sài Gòn, ông rước hẳn thầy dạy võ vào Sài Gòn dạy cho mình cả năm trời. Với năng khiếu bẩm sinh, Hùng Cường đã nhanh chóng thăng đến hạng đai đen. Nhờ tập luyện nhiều môn võ Đông Tây, Kim Cổ mà Hùng Cường rất giỏi võ và có sức khỏe hơn người. Khi đóng phim hay diễn trên sân khấu, ông thường ra đòn giống như thật. Nhờ giỏi võ mà khi đóng phim ở những trường đoạt đánh nhau hoặc cảnh đóng nguy hiểm, Hùng Cường thường tự đóng chứ không nhờ người đóng thế. Đó cũng là một lợi thế của ông với những nghệ sĩ đóng phim khá. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Cặp đôi sóng thần Hùng Cường, Bạch Tuyết. Năm 1966, Hùng Cường gia nhập đoàn Dạ Lý Hương cùng với Bạch Tuyết tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, có sức thu hút mãnh liệt người mộ điệu cải lương và được đặt cho biệt danh cặp sóng thần. Đoàn Dạ Lý Hương với Hùng Cường, Bạch Tuyết đi tới đâu là tạo nên hiện tượng tới đó. Rạp hát không bao giờ còn chỗ trống, thậm chí mỗi ngày diễn hai suất, tiền bán vé phải chứa bằng bao bố. Suốt thời gian dài, từ năm 1966 cho tới 1972, hai cái tên Hùng Cường, Bạch Tuyết luôn xuất hiện đầy rẫy trên các trang báo, trên các pano quảng cáo, trên khắp các nẻo đường Sài Gòn. Những vở tuồng để đời của cặp đôi Hùng Cường, Bạch Tuyết như Cho Trọn Cuộc Tình, Lệnh Của Bà, Má Hồng Phận Bạc, Tình Chú Thòn, Trăng Thề Vườn Thúy, Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ, cùng hàng chục bản tân cổ giao duyên với giọng ca Hùng Cường, Bạch Tuyết. Ngày ấy, đoàn Dạ Lý Hương danh giá đến nỗi khi đội bóng đá miền Nam Việt Nam chuẩn bị đi tranh giải Medica 1966 ở Malaysia. Các cầu thủ được chiêu đãi một suất xem hát ở đoàn hát này. Trước giờ kéo màn, các cầu thủ được mời lên sân khấu chào khán giả và để đoàn hát tặng hoa. Cô đào hát nổi tiếng Bạch Tuyết bước đến trước thủ quân Phạm Huỳnh Tam Lan trao bó hoa tươi thắm. Ngay ở lần chạm mặt đầu tiên ấy, cải lương chi bảo Bạch Tuyết đã hấp hồn chàng cầu thủ tài hoa. Sau khi đội bóng đoạt ngôi vô địch trở về, Tam Lan thường xuyên đến đoàn Dạ Lý Hương để thăm Bạch Tuyết. Tính tình hiền hòa, cử chỉ ân cần, phong cách lịch lãm của chàng cầu thủ bóng đá lừng danh châu Á đã nhanh chóng chinh phục trái tim của cô đào cải lương đang nổi như cồn trên đất Sài Gòn. Họ cưới nhau sau đó gần một năm. Thế nhưng, cuộc tình tưởng như là hoàn hảo của họ chỉ kéo dài được hơn 6 năm. Bạch Tuyết cũng cho biết vì bà theo đoàn diễn rày đây mai đó, còn ông Tam Lan cũng thường xuyên đi thi đấu xa nhà. Vì vậy mà thời gian họ bên nhau rất ít. Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính làm họ xa cách. Điều quan trọng là cả hai vợ chồng mong mãi mà chẳng có một mụn con nào. Ngày ấy, khi cuộc hôn nhân giữa Tam Lan và Bạch Tuyết tan vỡ, dư luận Sài Gòn cho rằng do những vai diễn quá mùi mẫn trên sân khấu của Hùng Cường và Bạch Tuyết. Thậm chí có báo còn đưa tin giật gân là vì ghen mà Tam Lan xách súng rulo đuổi bắn Hùng Cường. Đầu năm 1971, sau khi đã quá nổi tiếng với tư cách một cặp diễn hoàn hảo, ăn khách nhất ở Sài Gòn, Hùng Cường cùng Bạch Tuyết tách ra lập đoàn cải lương riêng cho họ, mang tên đoàn cải lương Hùng Cường - Bạch Tuyết. Hùng Cường và Bạch Tuyết không có đối thủ cạnh tranh với tư cách đôi nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Nhưng trong vai trò quản lý, điều hành một đoàn hát thì họ không bằng nhiều ông bầu, bà bầu có nanh vuốt trên đất Sài Gòn. Chỉ hơn một năm sau, liên danh Hùng Cường, Bạch Tuyết tan rã. Ngôi mộ nhỏ ven đường làng.
Hùng Cường rời Việt Nam vào ngày 28 tháng 2 năm 1980 và cư ngụ tại Garden Grove, California. Rời khỏi mảnh đất quê hương, tài năng nghệ thuật của Hùng Cường như cá rời khỏi nước đã trở nên lu mờ, chứ không tiếp tục sáng lấp lánh như người bạn diễn ăn ý nhất của ông là Bạch Tuyết. Vì vậy mà không khó hiểu khi hình ảnh của ông đã phai mờ dần trong lòng người hâm mộ, đến nỗi sau khi nghệ sĩ tài hoa Hùng Cường đã từ giã cõi đời vào ngày 1 tháng 5 năm 1996 tại bệnh viện Fountain Valley, quận Cam, California ở tuổi 60, ông được đưa về an nghỉ trên đất của gia tộc ở Bến Tre, nhưng rất ít người Bến Tre biết tới điều đó. Trong những năm dài chiêm nghiệm từ cuộc sống tha hương, có lẽ ông đã thấm thía nên những năm cuối đời, ông rất khao khát được trở về quê hương, sống trong lòng người hâm mộ ở quê nhà. Thế nhưng diễm phúc đó đã không đến được với ông, bệnh tật đã quật ngã, không cho ông cơ hội. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!